Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ hôm 27 tháng 9 năm 2017 đã công bố một phúc trình mới về tình hình tự do tôn giáo tín ngưỡng tại khu vực các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN với tên gọi Một quyền cho tất cả mọi người, quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng tại ASEAN. Bản phúc trình này đã đánh giá tình hình tự do tôn giáo của các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam. Đây có thể nói là một hoạt động thường niên của tổ chức này. Hàng năm, nó đều đưa ra những bản phúc trình về tình hình tự do tôn giáo của các nước trên thế giới. Tuy nhiên, thử hỏi những đánh giá nhận định về tình hình tự do tôn giáo của ủy ban này được thực hiện với tư cách gì, lấy tư cách gì để đưa ra phán xét về một quốc gia? Đó liệu có phải đang là vi phạm nhân quyền hay không? Trong khi đó, chưa kể đến những tiêu chí tự do tôn giáo được nêu ra không hề dựa trên cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý nào, thì thử hỏi giá trị của bản phúc trình này như thế nào? Thế giới đang trong xu hướng hội nhập quốc tế. Các quốc gia đang xích lại gần nhau trên cơ sở hợp tác cùng có lợi và tuân thủ các nguyên tắc ngoại giao quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc không can thiệp vào việc nội bộ của nhau. Nội dung cụ thể của nguyên tắc này là không cho phép bất kỳ quốc gia nào, dù lớn hay nhỏ, dù giàu hay nghèo, dù văn minh hay lạc hậu, được quyền can thiệp vào các lĩnh vực thuộc thẩm quyền riêng biệt của một quốc gia xuất phát từ chủ quyền của mình. Điều đó có nghĩa là Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ không có quyền can thiệp trực tiếp hay gián tiếp vào các công việc quản lý đất nước của các quốc gia khác, trong đó có quản lý trên lĩnh vực tôn giáo. Riêng đối với Việt Nam, vấn đề tôn giáo luôn được nhà nước quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo được bảo đảm thực hiện bằng các quy định của pháp luật hết sức chặt chẽ thuộc thẩm quyền của nhà nước. Hoạt động tôn giáo của Việt Nam có những nét đặc thù thể hiện sự đồng hành cùng dân tộc trong quá trình dựng nước và giữ nước. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số đối tượng cố tình lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, xâm phạm vào lợi ích của dân tộc, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật nên bị pháp luật xử lý. Quá trình xử lý đó vẫn thuộc thẩm quyền của nhà nước trong quá trình quản lý xã hội nói chung. Vì vậy, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ không có quyền can thiệp hay lên tiếng về vấn đề này. Chúng ta cũng từng thấy, khi Hoa Kỳ đưa ra phúc trình tự do tôn giáo thế giới năm ngoái, Trung Quốc đã vỗ thẳng vào mặt Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khi lên án Trung Quốc về vấn đề tự do tôn giáo của nước này. Ở một khía cạnh khác, trong phúc trình mới về tình hình tự do tôn giáo tín ngưỡng tại khu vực các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, các dẫn chứng được đưa ra báo cáo sát khảo sát cụ thể, các trường hợp nêu ra đều không khách quan. Bởi đó là các trường hợp vi phạm pháp luật, cố tình vượt ngoài vòng kiểm soát của nhà nước mà thôi. Do đó càng không thể tin tưởng vào bản phúc trình này của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ.